Ai, nóng chết đi được. Mình còn phải chịu đựng như thế này gần 2 tháng nữa. Nếu mà không vì tiền á, còn lâu mình mới khổ thế này. Mày đứng đây làm gì hả? Đi vào đây ngay. Mày đã nhìn thấy cái gì rồi? Tôi nhìn thấy cô mang bầu giả. Mày câm mồm. Mày mà dám hé răng lửa lời, tao đuổi việc mày đấy. Mày nên nhớ, thu nhập ở đây của mày là một thu nhập đáng mơ ước đối với đứa sinh viên như mày đấy. Ngọc Anh ơi, anh về rồi. Tôi chết rồi, sao tự nhiên hôm nay anh Nam lại về chứ? Mày mà hé răng lửa lời, tao sống chết với mày đấy. Em, sao anh gọi không thưa? Mà sao hôm nay anh về, anh không nói trước với em vậy? Anh đi cũng 6 tháng rồi, muốn về để tạo bất ngờ cho em nên mới giữ bí mật. Vâng ạ. Cô mau xuống nhà đi chợ nấu cơm đi. Vâng, tôi xin phép. Anh về em mừng quá. Hy vọng con bé giúp việc này biết giữ mồm giữ miệng, không thì là công toi hết. Anh này, ừ? Em cũng sắp sinh rồi. Mà công việc của anh thì phải đi quanh năm. Em ở nhà chỉ có mỗi em với anh Dương. Em dâu với anh chồng ở cùng nhà cũng không được tiện cho lắm. Hay là anh mua nhà cho em nhá. Thật ra anh cũng đã tính đến chuyện này. Thời gian trước anh đi làm xa, anh Dương sợ những tháng đầu của thai kỳ có vấn đề nên bảo em ở lại. Chứ bản thân anh cũng không muốn lắm. Như vậy là anh định mua nhà luôn à? Chúng ta nên chuyển đi trước khi em sinh, như vậy sẽ tốt hơn. Anh nhớ em quá, cho anh ôm một chút. Anh làm cái gì đấy? Nhỡ ai thấy bây giờ? Thấy thì kệ người ta. Anh chán cái cảnh yêu đương lén lút lắm rồi. Em cho anh công khai đi. Em nói rồi mà, bây giờ chưa phải lúc. Em chưa ra trường, chưa có công việc ổn định. Bây giờ còn đang làm giúp việc cho nhà anh. Anh mà công khai, người ta cười vào mặt anh ấy. Ai dám cười anh? Nghề nào mà chả là nghề. Em có làm cái gì đi nữa thì anh vẫn yêu em mà. Em biết là thế, nhưng mà em cảm thấy không thoải mái. Em chỉ muốn chúng ta công khai khi mà em có công việc ổn định để xứng đáng ở bên cạnh anh. Thôi được rồi, anh nghe lời em đấy. Thế nhưng mà bây giờ em phải cho anh hôn một cái thì anh mới hết dỗi. Ui, anh á, anh đúng liệu vừa thôi. Em bảo, hôm nay em trai của anh về đấy. Nam về á? Về lúc nào sao anh không biết? Mới về trưa nay anh ạ. Em sao thế? Có chuyện gì à? Anh này, có chuyện này em muốn nói cho anh biết. Em nói đi. Hôm nay em phát hiện ra Ngọc Anh không hề có thai. Em nói gì đấy? Bụng cô ấy lớn tướng như thế, sao lại không có thai được? Ngọc Anh thật ra mang một cái bụng giả bầu. Chính mắt em nhìn thấy mà. Sở dĩ giấu được là do Nam đi công tác xa nửa năm mới về, cho nên là không ai nhìn thấy bụng thật của cô ấy. Như vậy là cô ta đã lừa dối Nam, lừa dối tất cả chúng ta. Ngoài ra em còn nghe thấy là cô ta muốn anh Nam mua cho một căn nhà riêng mang tên con của cô ta cơ. Anh nghĩ cô ta đã tính toán từ trước để kiếm tiền từ Nam. Chuyện này không thể vội vàng được. Anh cũng không thể ngay lập tức nói cho Nam luôn được. Anh sợ nó sẽ sốc. Em hiểu rồi. Thế bây giờ anh định tính thế nào ạ? Được rồi, cứ để từ từ anh thăm dò xem. Em cứ bình thường như không nhé. Em biết rồi ạ. Em chào anh ạ. Nam đi đâu rồi em? Anh Nam có việc nên đi ra ngoài. Em đi mua sắm rồi về trước anh ạ. Ăn mừng này.
Là anh bảo. Dạ vâng ạ. Có chuyện gì vậy ạ? Em mang thai gần 7 tháng, sắp sinh rồi. Anh muốn chỉ định bác sĩ để chăm sóc cho em. Em thấy thế nào? Dạ thôi không cần đâu ạ. Bác sĩ hiện tại của em rất tốt rồi anh ạ. Anh muốn cháu của anh được chăm sóc trong tình trạng tốt nhất, nên đã mời các chuyên gia đầu ngành về. Hôm nay họ sẽ đến nhà để gặp em và khám sơ bộ đấy. Nhưng mà anh ơi, hôm nay ấy ạ, em nghĩ là không cần đâu. Tại vì anh Nam mới về nên là em muốn dành nhiều thời gian cho anh ấy ạ. Nam nó bảo anh là nó sẽ ở nhà đi khi em sinh xong, còn nhiều thời gian mà. Chắc giờ này bác sĩ cũng đang đến rồi đấy. Không, em không khám đâu. Sao em phản ứng mạnh vậy? Hay là em vốn không có thai? Anh nói lung tung gì vậy? Làm sao có thể như thế được? Nếu không như thế thì tại sao anh bảo bác sĩ đến khám cho em, em lại không dám? Buông tôi ra. Tôi là em dâu của anh đây. Có ai không? Cứu tôi với. Ngọc Anh, em làm sao thế? Anh Dương sám sỡ em. Anh có sao không ạ? Đồ khốn nạn, tại sao anh làm như thế? Anh có còn là con người không? Nam, không phải như thế đâu. Là cô ấy tự biên tự diễn. Cái thai... Im mồm đi, quá đủ rồi. Đừng làm tôi ghê tởm anh thêm nữa. Anh Nam, mọi chuyện là do Ngọc Anh bày ra. Anh phải nghe anh trai mình chứ. Ngọc Anh không hề có... Cô câm mồm đi. Ở đây không có chỗ cho một con giúp việc như cô lên tiếng. Nam, em dám xúc phạm Nhiên. Anh bình tĩnh đã. Đi theo anh. Anh Nam, may mà anh về kịp không thì... Cô câm mồm đi. Anh Nam, sao anh lại đánh em? Cô đừng tưởng tôi không biết cô mang thai giả. Cô nói đi, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì mà cô đổ vạ cho Lão Dương? Vừa nãy anh Dương có bảo là hôm nay sẽ gọi bác sĩ riêng đến khám thai cho em. Em không đồng ý, nên là lúc anh về em mới giả vờ như vậy. Ngu xuẩn, cô làm như vậy khác gì lại ông tôi ở bụi này không? Dạ, vì em đang lừa dối anh nên em sợ anh biết. Chứ nếu mà em biết anh biết trước rồi thì em sẽ không làm như vậy đâu ạ. Được rồi, chuyện này tôi xử lý sau. Anh ơi, nhưng mà anh biết chuyện em mang thai giả từ bao giờ vậy ạ? Đương nhiên là ngay từ đầu. Nếu cô không tham tiền, vội vã đến nhà tôi ăn vạ để ép tôi sớm đón cô, thì tôi đã sắp xếp cho mình một đứa con khác rồi. Anh nói như vậy là sao? Bây giờ cô đi cùng tôi thì biết. Chào anh chị ạ. Cô ta là ai? Không lẽ cô ta đang mang bầu con của anh à? Không phải, cô ta mang bầu con người khác. Cô ngồi đi. Tôi là mẹ đơn thân, nhưng mà không có khả năng nuôi con. Là anh Nam hứa, tôi cứ sinh ra, anh ấy sẽ cho tôi một khoản tiền. Còn đứa trẻ thì giao cho anh ấy. Nếu như cô không mang cái bụng bầu đến nhà tôi ăn vạ với Lão Dương để ép tôi cưới, thì có lẽ giờ này tôi chỉ cần bế một đứa bé về là xong rồi. Thế hóa ra ngay từ đó anh đã không muốn cưới em rồi à? Cô cũng giả bầu ép tôi cưới để lừa tiền còn gì. Tôi không vạch trần, vì chúng ta từng yêu nhau nên không gây nghi ngờ. Không ngờ cô lại để Lão Dương bắt được thóp. Em... Chuyện qua rồi, không nhắc lại nữa. Chuyện quan trọng bây giờ, cái thai của cô đã bị Lão Dương nghi ngờ. Chúng ta phải tính toán cho thật kỹ. Thế bây giờ anh định làm thế nào ạ? Vì cô đã làm rối tung hết mọi chuyện lên, nên tôi phải đưa cô ra ở riêng. Đợi một tháng nữa, khi Tuyết sinh xong, đứa con sinh ra sẽ là của cô. Thế nhưng mà như vậy là em phải nuôi con người khác á? Cô muốn tiền, phải phối hợp với tôi. Tôi sẽ cho cô số tiền cô muốn. Được, vậy em sẽ nghe lời anh. Thời gian này tôi sẽ giữ cái thai cẩn thận
Nhưng mà anh phải ứng tiền trước cho tôi. Được, cô về trước đi, lát tôi chuyển khoản. Vâng, vậy tôi xin phép. Tại sao anh phải làm như vậy? Đây là chuyện riêng của tôi, cô không cần biết. Nếu anh không nói cho em biết thì em sẽ không nghe theo anh nữa. Lúc đó mọi việc anh sắp xếp sẽ vỡ lở ra đấy. Cô... Thôi được rồi, nếu không phải vì di chúc bố mẹ tôi biết rõ là ai có con trước sẽ được nhiều cổ phần nhất trong tập đoàn, tôi sẽ không làm trò này đâu. Sao anh không nói chuyện này sớm với em? Chúng ta có con với nhau, chẳng phải đỡ phải giả vờ sao? Tôi bị vô sinh, không có con được. Cái gì cơ? Anh... Nếu như đã lật bài ngửa với nhau như vậy, từ giờ trở đi cô muốn sống trong nhung lụa thì phải biết nghe lời tôi. Chúng ta đang ở trên cùng một con thuyền đấy. Đương nhiên rồi, em chỉ cần tiền thôi, còn lại nghe anh hết. Ơ nhưng mà lão Dương chỉ mới nghi ngờ về cái thai của em, còn Kinh Nhiên nó nhìn thấy bụng bầu giả của em rồi. Nếu như lão Dương nhất quyết tin Kinh Nhiên thì mình phải làm sao? Cái gì? Cô để cho con giúp việc nó biết á? Thì nó biết nên lão Dương mới nghi ngờ đấy. Bây giờ phải làm sao anh? Phải xử lý con Nhiên, sau đó chuyện thế nào thì từ từ tính. Khốn nạn thật, sắp đến ngày hái quả lại hỏng. Vậy thì mình phải xử lý con Nhiên nhanh nhanh lên anh ạ. Biết rồi. Anh Nam, Ngọc Anh. Hai người làm cái gì đây? Cứu với! Con khốn, mày dám bếp xếp à? Thả cô ấy ra! Anh Dương! Sao lại động vào Nhiên? Cô... Hóa ra em biết tất cả mọi chuyện, biết Ngọc Anh mang thai giả. Chuyện này anh hiểu rồi. Vì tài sản đúng không? Vì di chúc của bố mẹ nên em mới bất chấp như thế đúng không? Đúng đấy. Thì sao chứ? Tôi mưu tính cho bản thân thì có gì sai? Anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tranh giành. Khi Ngọc Anh đến đây và nói mình có thai, anh đã rất vui và mừng cho em đấy. Ngụy quân tử, đạo đức giả. Bây giờ tập đoàn về tay anh rồi, anh muốn nói gì chả được. Em nói như vậy, anh cũng không biết phải làm thế nào cả. Nhưng chuyện gì ra chuyện đấy, ngày hôm nay em làm hại Nhiên thì em phải chịu trách nhiệm. Nó chỉ là một con giúp việc thôi mà. Nhiên là bạn gái của anh, bọn anh chưa công khai thôi. Không, không thể nào như thế được. Làm sao mà cô ta có thể là bạn gái của anh cơ chứ? Tại sao không? Kể cả cô ấy không phải là bạn gái của tôi thì hành vi bắt cóc như thế này cũng đủ để hai người đi tù rồi. Tôi chưa gây ra thiệt hại gì. Nếu anh cố chấp đưa tôi ra tòa, cùng lắm tôi sẽ chỉ đi tù 6 tháng đến 2 năm. Nhưng cha mẹ ở dưới suối vàng thì sao? Cha mẹ đang nhìn anh hủy đi tương lai của em trai mình đấy. Anh... đúng. Không, cha mẹ sẽ hiểu. Đó là một bài học để em làm người tử tế. Anh... không liên quan đến tôi. Là anh ta dụ dỗ tôi, anh ta bị vô sinh nên mới bày ra trò này đấy. Cô câm mồm đi. Tôi không câm, là anh đã hứa cho tôi một căn nhà nên tôi mới đến đây. Anh phải đền bù tiền cho tôi không muốn đi tù đâu. Mày được, vậy tao sẽ kiện mày tội lừa đảo. Buông tôi ra. Thôi anh, em nghĩ là Nam cũng nhận được một bài học rồi. Hai người đó đấu đá nhau, rồi cũng bung bét hết thôi. Mày là anh về kiếm, không biết em thế nào nữa. Em không sao mà, anh đừng tự trách bản thân mình nữa. Thank you.
Hôm nay anh sẽ vào bếp nấu ăn. Em muốn ăn gì nào? Món gì anh nấu em cũng thích hết đấy. Đi. Anh chị ơi, anh chị cho tôi hỏi, anh Nam có ở nhà này không ạ? Cô tìm Nam có chuyện gì? Khổ thân tôi. Đợt trước khi tôi mang bầu, tôi định đi bỏ thì anh ta bảo tôi giữ đứa bé lại. Anh ta sẽ cho tiền rồi giúp tôi nuôi con. Nghe lời anh ta, tôi mới sinh đứa bé này ra. Thế nhưng bây giờ tôi không liên lạc được với anh ta nữa. Lại còn thế nữa. Anh ta nói muốn dùng đứa bé để tranh tài sản. Nếu như mà tôi không vào bước đường cùng, tôi cũng sẽ không bán con đâu. Bây giờ anh ta không cần con cũng được. Tôi muốn nuôi con, nhưng mà tôi xin anh ta cho tôi một ít tiền rồi tôi sẽ đi ngay ạ. Không ngờ Nam còn tính đến cả bước này nữa. Hai người cứu tôi với. Tôi thật sự không có khả năng nuôi con. Tôi chỉ muốn xin một chút tiền thôi. Sau này tôi sẽ tự nuôi nó, không nhờ ai hết. Cô cứ bình tĩnh. Tôi là anh trai của Nam, tôi sẽ cố gắng giúp cô. Thế này đi, cô cứ nuôi con, tôi sẽ tài trợ cho cháu đến năm 18 tuổi. Anh nói thật không? Anh không lừa tôi chứ? Tôi không lừa cô đâu. Em cầm giúp anh. Đây, cô cầm số tiền này đi. Còn đây là danh thiếp của tôi. Có gì khó khăn, cô cứ liên hệ. Tôi sẽ bảo thư ký của tôi đi làm thủ tục đỡ đầu cho đứa bé. Tốt quá rồi. Tôi thật sự cảm ơn anh. Anh đúng là người tốt. Mẹ con tôi cảm ơn anh rất nhiều ạ. Không có gì đâu. Cố gắng nuôi dạy con cho tốt. Vâng ạ. Đội ơn anh chị. Mẹ con tôi đi ạ. Có một người mẹ như thế này, không biết là đáng thương hay là đáng trách nữa. Cô ấy cũng nói là không muốn giao lại con cho Nam nữa. Chắc là vì túng quá nên mới đến đây xin tiền thôi. Cũng do Nam nên là cô ấy mới mạo hiểm, quyết định để cho đứa bé một cơ hội sống. Vừa đáng thương vừa đáng trách. Mà em phát hiện ra người yêu của em là một người vô cùng có trách nhiệm đấy. Yêu nhau bao lâu rồi mà bây giờ em mới phát hiện? Thì trước em cũng biết rồi, nhưng mà bây giờ em càng ngày càng thấy anh là một người vô cùng bao dung và độ lượng. Em quyết định sẽ thưởng cho anh. Hả? Thưởng cho anh á? Em thưởng cái gì nào? Em sẽ thưởng cho anh một danh phận. Chúng mình không yêu đương lén lút nữa. Hả? Em nói thật á? Thật ạ. Cảm ơn em. Cuối cùng anh có thể nói với tất cả mọi người rằng anh đã có người yêu rồi. Anh ạ, em đi làm đây. Mày là anh bảo. Có chuyện gì vậy anh? Mày chuyển khoản qua tài khoản của anh ít tiền. Anh hết tiền rồi. Em mới chuyển cho anh hôm kia mà. Anh tiêu gì mà nhanh thế ạ? Mày không muốn chuyển lắt nhét thì mày chuyển luôn quyền thừa kế cho anh đấy. Anh cũng biết rồi đấy. Trước khi bố mẹ mất cũng dặn rồi, bao giờ anh tu chí làm ăn thì em mới chuyển cổ phần cho anh được. Anh phải hiểu điều đó chứ. Nói như mày có nghĩa là trước giờ là tao chỉ biết phá hoại thôi à? Em không có ý đó. Hay là mày muốn im im để nuốt trọn tài sản? Mày đang tham quá đấy em trai ạ. Anh suy nghĩ nhiều rồi. Chỉ cần anh tu chí làm ăn thì em sẽ chuyển quyền thừa kế cho anh, không thiếu 1% nào cả. Anh yên tâm. Tu chí á? Vậy được. Mày bố trí cho anh đến tập đoàn làm đi. Dạ vâng. Thế anh thu xếp qua phòng kinh doanh làm thử nhé. Mày vừa nói gì cơ? Sao thế ạ? Anh vừa bảo với em là anh muốn đi làm còn gì. Bố mẹ để lại cho tao 30% cổ phần. Mày bắt tao đến công ty để tao làm nhân viên à? Thế là ý gì? Vậy anh muốn làm gì ạ? Ít ra cũng phải là phó chủ tịch hoặc là giám đốc gì đấy. Trong tập đoàn mình á, có mỗi mày là hơn cổ phần của tao thôi. Cổ phần của anh
tạm thời vẫn đang đứng tên em, nên em có toàn quyền quyết định. Anh có nghe không thì tùy ạ. Lát em sẽ chuyển tiền cho anh, nhưng mà em nghĩ là anh nên chi tiêu hạn chế lại. Còn nếu tiếp tục như thế này thì lần sau em không chuyển được đâu. Em đi làm đây. Không biết nó là em mình hay là bố mẹ mình nữa. Anh vừa nói cái gì cơ? Có gì hay ho đâu mà em phản ứng dữ dội chứ. Anh đường đường là con trai trưởng trong nhà, thế mà bây giờ lại phải đến chính cái tập đoàn mà đáng ra thuộc về mình để làm nhân viên. Chuyện như vậy anh nghĩ xem còn chưa đủ hay ho à? Chẳng qua chỉ là biện pháp tạm thời thôi. Em mà không thích anh không đến làm nữa. Cứ phải làm quá lên làm cái gì. Em sao vậy? Nói như vậy là anh thật sự muốn tu chí làm ăn rồi hả? Kể ra thì thằng Dương nói đúng. Em trai thì làm chủ tịch tập đoàn ABA, vợ sắp cưới thì làm thư ký chủ tịch tập đoàn PJ. Anh nghĩ thế này chả quá vô dụng còn gì. Biết là như vậy, thế nhưng mà dù gì anh cũng là anh trai của nó. Nó bắt anh làm nhân viên như thế, em cảm thấy không thoải mái đâu. Thế em nghĩ là anh thoải mái à? Bây giờ không làm á, nó cắt viện trợ, lấy gì mà tiêu? Bố mẹ anh đúng là lạ đời thật đấy. Con cả thì ném sang một bên, yêu ái đưa con thứ lên làm chủ tịch. Em không hiểu anh có phải là con rơi họ nhặt về không nữa. Em quá lời rồi đấy. Này, anh cứ để nó làm đi. Vừa nãy em phản đối kinh lắm cơ mà, sao bây giờ đổi ý nhanh đấy? Em có kế hoạch của em, anh cứ yên tâm làm theo lời em là được. Đảm bảo tập đoàn ABA sẽ nhanh chóng do anh làm chủ thôi. Chúng ta sắp cưới nhau rồi, lẽ nào anh sợ em hại anh à? Thì không phải như vậy. Anh đang hơi dối thôi. Không phải thì tốt. Anh cứ làm theo ý em đi. Được, nghe lời em vậy. Giới thiệu với anh, đây là phòng kinh doanh. Từ nay đây cũng là chỗ làm việc của anh. Anh vào làm quen với mọi người đi. Đương nhiên rồi. Thế nhưng mà anh muốn làm quen em trước được không? Tôi là Nhiên, giám đốc phòng kinh doanh, đồng thời cũng là sếp của anh. Đang trong giờ làm việc, tôi yêu cầu anh nghiêm túc và xưng hô cho đúng chức vụ. Cô em làm gì mà căng thế? Anh chỉ là tạm thời làm ở đây thôi. Cô em biết anh là ai mà, đúng không? Tôi không cần biết anh là ai. Anh đến đây là nhân viên cấp dưới của tôi thì hãy làm việc cho nghiêm túc. Nếu sai phạm, tôi sẽ không nhẹ tay đâu. Mong anh nhớ cho. Cô em khá đấy. Rồi em sẽ phải dùng thái độ khác để nói chuyện với anh thôi. Đến lúc ấy hẵng hay. Còn bây giờ, anh vào làm việc đi. Có gì không hiểu thì hỏi mọi người. Vào đi. Chủ tịch. Giám đốc Nhiên đi à? Tôi cũng đang định tìm cô đây. Cô sắp xếp xong công việc cho anh Long chưa? Dạ. Em vừa dẫn anh ấy xuống phòng kinh doanh để bắt đầu làm việc rồi ạ. Cô theo dõi anh ấy sát sao cho tôi. Đừng vì anh ấy là anh trai của tôi mà dễ dãi. Như vậy là làm hại anh ấy đấy. Dạ em hiểu. Nhưng mà dù sao anh ấy cũng là anh trai của chủ tịch. Hơn nữa tương lai sau này sẽ nắm 30% cổ phần của tập đoàn. Làm như vậy liệu có ổn không anh? Cho dù như vậy nhưng tôi vẫn là người quyết định. Không ảnh hưởng đến cô đâu, yên tâm. Ý em không phải là chuyện đó. Em đang ngại về tình cảm giữa anh em chủ tịch thôi ạ. Tôi làm như vậy hoàn toàn là muốn tốt cho anh ấy. Nếu mà anh ấy vẫn chưa chịu hiểu nữa thì tôi bó tay rồi. Dù gì anh ấy cũng không còn trẻ nữa đâu. Vâng, em hiểu rồi ạ. Mà này, dự án sắp tới của chúng ta tranh thầu với bên phía PJ, cô chuẩn bị đến đâu rồi? Dạ, cũng sắp hoàn thành hồ sơ dự thầu rồi ạ. Em sẽ trao đổi lại với thư ký của chủ tịch rồi báo lại với anh sau. Vậy thì tốt, PJ xưa đến nay là đối thủ lớn của chúng ta. Vì vậy dự án này cực kỳ quan trọng. Vì vậy bằng mọi giá chúng ta phải có được. Vâng, em hiểu rồi ạ. Rồi.
Thôi, về làm việc đi. Em xin phép. Anh lại sao đấy? Chán không chịu được thế này. Cứ tưởng đến tập đoàn ấy, ai cũng nể mình. Cuối cùng đến ấy, đứa nào cũng coi mình như con ấy. Hành lên hành xuống. Cái tình hình này anh nghỉ sớm nữa rồi. Chẳng lẽ em trai anh không cho anh đặc quyền gì à? Anh em nhà anh đúng là cực phẩm. Ý em là gì? Làm gì có đứa em trai nào ngang ngược, chuyên quyền như vậy chứ. Nhưng mà cổ phần hiện tại của anh thì do nó nắm giữ. Anh biết làm nào được. Không hiểu sao anh lại vô dụng như thế nữa. Em quá đáng rồi đấy. Thôi được rồi. Thế việc em bảo anh làm đến đâu rồi? Thì anh đã nói rồi đây. Anh không khác gì thằng nhân viên bình thường cả. Làm sao tiếp cận được mấy cái đấy? Nói như vậy là anh muốn suốt đời phụ thuộc vào thằng em quý báu của anh à? Thế nhưng mà việc này rất khó. Với lại anh mà làm á, anh sợ sẽ ảnh hưởng. Anh nghĩ nhiều rồi. Một dự án thôi thì làm gì ảnh hưởng nghiêm trọng đến căn cốt của tập đoàn ABA được. Mà anh lo xa. Vậy thì nó có đủ sức hạ bệ thằng Dương không? Anh cứ yên tâm. Em tính toán cả rồi. Dự án này thừa sức khiến em trai anh phải từ chức. Anh ấy cứ biểu hiện cho tốt để lấy lòng cái đám người trong tập đoàn kia là được. Anh thấy đám nhân viên á sùng bái thằng Dương lắm. Không dễ để hạ bệ nó đâu. Anh có phải là đàn ông không đấy? Tại sao làm việc mà cứ phải sợ này sợ nọ thế nhở? Em làm cái gì mà cứ căng lên thế? Anh nghe là em làm được chứ gì? Thôi được rồi, em tin tưởng vào anh cả đấy. Em đi đâu ấy? Hôm nay em có chút việc, em cần phải đi sớm. Anh ở lại nhé. Anh ạ, anh thấy công việc thế nào? Cảm ơn chủ tịch quan tâm. Tôi nghĩ mình làm được. Thôi nào anh, em chỉ muốn tốt cho anh thôi. Thôi, anh làm việc đi. Ê, việc của anh mày làm xong chưa? Dạ, em xong rồi ạ. Tốt. Lát nữa anh chuyển tiền cho. Vâng ạ, em cảm ơn. Ơn nghĩa cái gì? Từ nay toàn tâm toàn ý theo anh. Anh không bao giờ anh để cấp dưới thiệt đâu. Vâng, em cảm ơn ạ. Ừ. Ơ, chủ tịch, anh đến khi nào thế ạ? Anh cũng vừa vào thôi. Vâng, vậy anh tìm em có việc gì không ạ? Gần đây anh Long thế nào? Làm việc có ổn không? Dạ ổn anh ạ. Mọi việc anh ấy đều hoàn thành đâu vào đó. Có chuyện này sao? Dạ vâng ạ. Đích thân em kiểm tra mà. Nếu như anh không yên tâm thì có thể kiểm tra lại ạ. Vậy thì lạ nhỉ. Anh Long là anh trai của tôi. Khả năng của anh ấy như thế nào? Tôi hiểu mà. Ý chủ tịch là gì ạ? Gần đây anh ấy có biểu hiện gì lạ không? Dạ em thấy hoàn toàn bình thường. Anh ấy đi làm và nghỉ ngơi rất đúng giờ mà. À, em nhớ ra rồi. Hôm qua ở quán cà phê, em gặp anh ấy đi cùng thư ký Ngọc Anh ở bên tập đoàn TJ ấy ạ. Nhưng mà em thấy biểu hiện của họ hơi lạ anh ạ. Chuyện thế nào? Cô nói rõ tôi xem. Dạ, thưa anh là anh đến rồi ạ? Thế mai là dự thầu rồi đấy. Vì em bảo anh đã làm xong chưa? Anh đã chụp hết vào đây rồi. Này em cầm đây. Anh nói thật hả? Thì em mới kiểm tra đi. Vậy thì hay quá rồi. Lần này dự án chắc chắn sẽ đến tay công ty em. Em nhớ là phải giúp anh làm chủ tịch tập đoàn ABA đấy. Đương nhiên rồi, anh cứ yên tâm. Cô định giúp anh trai tôi như thế nào? Dương, sao chú lại ở đây? Em cứ nghĩ anh đã tu tâm dưỡng tính, nhưng mà thật không ngờ
anh đi giúp người ngoài, giúp họ mưu đoạt hợp đồng của tập đoàn mình. Anh làm em thất vọng quá. Mày đừng ăn nói vớ vẩn. Với lại Ngọc Anh không phải người ngoài, cô ấy là vợ sắp cưới của anh ấy. Chủ tịch Dương, ở đây có phải có sự hiểu nhầm gì không ạ? Cô muốn lấy anh Long thật à? Hay là chỉ lợi dụng anh ấy để cướp dự án này rồi phủi tay? Còn nữa, cô định giúp anh ấy hạ bệ tôi bằng cái hợp đồng này à? Tôi đang không hiểu, cô ngây thơ thật hay là cố tình lừa dối anh ấy nữa? Chủ tịch Dương, anh nói gì tôi không hiểu ạ. Với quan hệ của cô với chủ tịch PJ, cô nghĩ tôi không biết à? Cô có cần tôi cho cô xem ảnh và clip hai người đi khách sạn với nhau không? Thằng Dương nói có đúng không? Anh ơi, không phải như thế đâu, anh phải tin em. Cô bớt giả tạo đi. Tập đoàn của cô cài cắm đủ người vào tập đoàn tôi. Cô tưởng chúng tôi không biết à? Mấy người đừng có nói vớ vẩn, tôi chẳng làm gì cả. Được thôi, chuyện gì cần nói tôi cũng đã nói rồi. À mà quên, còn một chuyện nữa. Mấy cái anh Long chụp rồi gửi cho cô ấy không phải hình ảnh dự thầu của tập đoàn tôi đâu, khiến cô thất vọng rồi. Đồ khốn nạn, tại sao cô dám bắt cá hai tay à? Cô tính lợi dụng tôi à? Anh im mồm đi, có tí việc mà làm cũng không xong, đúng là cái đồ vô dụng. Cô đứng lại đã. Tôi không cần đâu, chuyện này anh sẽ tính toán với chủ tịch bên đó sau. Dạ vâng ạ. Anh cứ như vậy, cho nên bố mẹ không giao quyền điều hành tập đoàn cho anh đấy. Chúng ta là anh em, nên lần này em không tính toán, và em cũng hy vọng sẽ không xảy ra chuyện này một lần nào nữa.